chạm rồi nhớ. Anh chạm rồi. Sao phải phải để nói nhiều. Cá cày. Ôi ôi trời. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Idea Team. Và trong video này thì tôi và Đạt sẽ thi sút xà với nhau. Tại vì không, lý do sút xà thằng Đạt nó nhắn tin cho mình bảo là cái xà ấy, xà nó to như cái mặt mà anh còn sút trượt. Nên anh em mình sẽ thi sút xà. Ai thua sẽ chui háng. Mỗi người chui đi chui lại nhá. Chui hai lần nhá. Hai lần nhá. 50 phút, không chia bạn okay. Nhá. Nhận luôn. Anh trước nhở? Anh em đây có anh em như này đi. 1, 2, 3 em trước đi. Kìa anh thắng anh tròn xúc đi kìa. Lượt đầu ai da ui căng như kẻ chỉ lượt đầu. Chạm rồi nhớ. Anh chạm rồi. Sao mày anh Nam vì anh bảo mày chạm chưa. Xoẹt. Mày lại bảo anh chơi bẩn đi. Ok. Mày phải vào giữa mà ba huấn luyện viên này mày cãi đùa không ấy. Thôi được rồi, chấp một lại chấp. Không thì anh đá lại quả này đi cho không, nó cho thuyết lại. Không lại. Đá lại cho thuyết phục đi. Sao phải lại. Ba huấn luyện viên này ba trọng tài mày vẫn cãi. Nghe được kẹt người ơi. Đá cho mét xà rồi. Không biết. 1-0. Quả thứ hai đúng không? Ây da ui. Quả thứ ba đúng không? Quả thứ ba. Rồi, quả đấy công nhận luôn. Hai quả đấy thôi. Cái gì cả? Đấy, chuẩn bị truy hàng rồi. Cái mà ui. Cái một cũng phải để nói nhiều. Ui. Thế là quả sau mà em trượt là em đi luôn đấy. Quả thứ tư đấy. Quả anh trúng anh thắng luôn đúng không? Nổ mình thôi. Đá nó đi. Đá 1 không? Đều rõ lại quả nữa. Đá 2. Dạ. Em trượt rồi em chỉ. Quả đấy vào mép xà nhá. Ok. Có xoẹt. Có xoẹt. Chui hàng thôi. Chui hàng thôi. Chui đi chui lại thôi. Cày đi. Xà to như cái mắt của chuột. Nhanh lên nhau ơi. Nhanh lên. Anh em youtuber đang đợi à. Nghe được chưa? Nghe được chưa? Cái đấy nghe được chưa nhỉ? Hả? Nghe được chưa? Giọng này bằng vai. Giọng ra. Đây. Lúc mà em chui thì anh okay. không được kiểu kép okay, vào rồi. Rồi, hẳn hoi. Chơi lần này là lần sau. Ok. Tiếp được nữa, em nhanh lên. Rồi nhanh lên. Ôi, xà nó cũng to không em? Ok. Cá cày. Nhớ like, subscribe anh em nhớ.